Với trận thua trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Thụy Điển trong khuôn khổ trận lượt đi Playoff World Cup 2018 khu vực châu Âu, đội tuyển Ý đang gặp bất lợi lớn trước trận lượt về trên sân nhà San Siro vào ngày 14 tháng 11 tới. Trong quá khứ, đội tuyển Ý đã có 18 lần góp mặt tại các kỳ World Cup và 4 lần đoạt chức vô địch vào các năm 1934, 1938, 1982 và 2006. Tuy có đến 4 lần lên ngôi vô địch thế giới, nhưng cũng có những lần Ý không thể góp mặt ở vòng chung kết của giải đấu này. Lần gần nhất, đội bóng áo màu thiên thanh không thể góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là World Cup năm 1958, giải đấu diễn ra ở Thụy Điển. Ý đã không thể vượt qua vòng loại sau khi để thua đội tuyển Bắc Ireland. Năm đó, Brazil giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử sau chiến thắng 5-2 trước đội chủ nhà ở trận chung kết. Giải đấu này cũng chứng kiến sự xuất hiện lần đầu tiên của Pelé, người sau này được mệnh danh là vua bóng đá. Năm đó, Pelé mới 17 tuổi.